Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để test cho anh Tú ở Bắc Linh một cặp bát Lexo 30 từ 170 côn 65. Cấu hình của nó là màng màu trắng, gân vải tẩm dầu, lón đen, rất là đẹp ạ. Đấy, anh Tú nhìn kỹ, hàng của em rất đẹp nha các bác. Đây là cấu hình, nhện và côn của nó, côn 65. Đấy, nhện của nó là nhện cao nhá. Dòng chạm nhún xương đúc 8 cạnh ạ. Em giới thiệu được hai sản phẩm video này rồi, dòng bát này rồi. Đấy, sau đây Nguyễn xin test cho nhạc cho anh Tú nghe một bài nhạc của thế hệ 8X. Nghe cái dòng nhạc cổ, nghe nó thế nào, xem các cái dòng loa này mà lại nghe nhạc cổ ạ. Đấy, các bác xin nghe nhé. Bài nhạc 8X của thời ngày xưa nên chất lượng âm thanh nó sẽ không được bằng các dòng nhạc bây giờ. Đấy, nhưng mà chất lượng tiếng của dòng bass Lexo 30 này rất là sáng và tiếng bass rất là hay. Đấy, các anh em có nhu cầu thì đặt hàng bên Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 141 thì Tùng Nguyễn tư vấn trực tiếp các bác lắp đặt dòng loa rời nhé. Đấy, Tùng Nguyễn xin nhắc lại các mã nào của Tùng Nguyễn đã làm. Khi các bác đặt hàng của Tùng Nguyễn, lúc nào cũng có hàng ạ. Đấy, Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn nhé. Đấy, Tùng Nguyễn hôm nay xin nhắc lại là cái nút đăng ký kênh nó ở góc bên phải và dấu đỏ. Đấy, có chữ chuông đấy, có dấu là chuông. Đấy, nhiều bác không biết thì bấm đăng ký em, hộ em để ủng hộ kênh của em. Đấy, kênh Tùng Nguyễn Audio nhé. Đấy, Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bạn.